giả của truyền hình và thanh niên. Ngày hôm nay thì có lẽ là Andrea không được ngồi trò chuyện nhiều về trận Liverpool và Chelsea mà sắp tới sẽ thi đấu với nhau. Không chỉ riêng Andrea mà Andrea cũng biết là ở Việt Nam mình có rất là nhiều người là thần tượng hai câu lạc bộ này. Và Liverpool thì nói thật là Andrea vẫn ưu tiên Liverpool một chút, vẫn thích Liverpool hơn một tí. Mặc dù là vẫn là fan của Barca nhưng mà thỉnh thoảng vẫn xem nếu mà có trận đấu của Liverpool trên TV. Và Andrea nghĩ là Liverpool thì cũng là một đội rất là mạnh, Chelsea cũng vậy, nhưng mà Andrea vẫn nghĩ là Liverpool mùa này mà không giành chiến thắng thì cũng hơi tiếc, hơi buồn, nên là Andrea vẫn sẽ cổ vũ cho Liverpool và Andrea mong là sẽ thắng với tỷ số là 1-0 chẳng hạn, và có thể Salah sẽ là người ghi bàn. Chúc may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.